Tài tử Chris Pratt và vợ trẻ đội mũ đồng điệu đi dạo phố ở Mỹ, nam diễn viên Chris Pratt và bà xã Kyder Schwarzenegger mặc đồ nam tính, đội mũ đồng điệu đi dạo phố ở Mỹ ngày 16 tháng 3 vừa qua. Chris Pratt và Kyder Schwarzenegger vui vẻ đi dạo phố ở Santa Monica, California ngày 16 tháng 3, theo giờ địa phương. Cả hai mặc đồ nam tính đơn giản, đội mũ đồng điệu đi chơi. Nam diễn viên Chris Pratt rất cưng chiều vợ, anh thường dành thời gian rảnh rỗi, để ở bên, và đưa vợ đi chơi, đi mua sắm. Chris Pratt, đã kết hôn với Kyder Schwarzenegger con gái của kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger hồi tháng 6 năm, ngoái. Nam diễn viên Arnold Schwarzenegger bố của Kyder Schwarzenegger cho biết, Chris Pratt là một người đàn ông tốt, thật tuyệt vời khi ai đó có tầm nhìn. Biết rõ những mục tiêu của bản thân trong cuộc sống, và lên kế hoạch cần làm, để vươn tới đích. Tuy nhiên, nếu không có thái độ tốt, bạn cũng, sẽ chẳng bao giờ thành công. Chris Pratt và Kyder Schwarzenegger bị bắt gặp hẹn hò lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2018. Theo một nguồn tin, Chris Pratt được mẹ của bạn gái mai mối, gán ghép, không lâu sau đó, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu, và nhanh chóng quyết định gắn bó với nhau. Gạch chéo chấm, phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.